Chào tất cả anh em nha, một sản phẩm hoàn toàn mới bên mình ha, lại tiếp tục về để phục vụ cho tất cả anh em có nhu cầu trên khắp cả nước này nha anh em nha. Đó là những cái bộ căm của các cái dòng xe luôn em nha. Thứ nhất là quay, thứ hai là future, thứ ba là quay 110 và quay ZX nha. Đó thì mình rất là vui khi mình có thêm được nhiều cái sản phẩm để mà phục vụ cho tất cả các anh em, đặc biệt là những anh em mà có nhu cầu dọn xe, những anh em đam mê các cái dòng xe Dreamway future nha anh em nha. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu với anh em ba cái sản phẩm mà mình tin chắc chắn là sẽ rất là nhiều anh em mà chúng ta thích nha. Thứ nhất là một cái bộ căm trước sau của future 110 nha anh em nha. Future 110 nha. Thì bộ sau á là nó sẽ có 36 cây. Đây, bộ sau là có 36 cây và bộ trước cũng 36 cây luôn nha. Future thì trước sau là đều 36 cây hết nha. Rồi thì đây là future 110 nha anh em nha. Thì một bộ căm mình bán đồng giá cho anh em nha, future cũng như là quay Thái cũng như là quay ZX nha, đều là một bộ trước sau đầy đủ luôn là 350.000 nha anh em nha. Thì mình cái sản phẩm này bao anh em đúng hàng chính hãng nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình quay cho anh em nha. Đây là bộ căm của future 110 nha anh em nha. Đây là bộ căm của quay ZX này. Đấy, quay ZX nha anh em nha. Thì bộ quay ZX là bánh trước 36 và bánh sau cũng 36 cây. Đó. Thì cái dây ZX này nè anh em, là cái bánh của nó ấy, thì nó là bánh đĩa nha anh em nha. ZX là bánh đĩa, phụ trợ nó là bánh đĩa nha. Thì cái phụ trợ và ZX nó khác nhau ở cái số, cái kích thước của cái niềng, cho nên là cái căm nó sẽ hơi khác nhau một xíu. Rồi. Tiếp theo là cái quay, cái này là quay cũ ha. Trong này thì quay cũ thì ra cái dòng như là quay Alpha hay là quay 110 nha anh em nha. Đó thì cái kích thước của cái bánh nó đã giống nhau. Đó, cho nên là nó đều có thể sử dụng chung một bộ căm được ha, cũng giá cũng là 350.000 một bộ luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở ở phía trong ra để cho anh em xem cái chất độ cái căm như thế nào nha. Đây nha anh em nha. Thì đây mình mở một bộ của quay ra nha. Thì như anh em có thể thấy là trước mặt chúng ta đang là một cái bộ căm. Bánh này là bộ bánh bánh trước này. Đấy, bánh trước thì cái căm nó ngắn nha. Rồi thì đây mình sẽ quay cho anh em coi nha. Thì anh em sẽ thấy được là cái đầu của cái cam này nó sẽ có cái chân cam, anh em nó sẽ có 7 màu ha, sẽ có xi 7 màu lên rất là đẹp luôn đó. Và cái này là 100% nguyên zin, chưa sử dụng nha anh em nha, chưa sử dụng, chưa có bóc tem, chưa có cắt xé bịch gì hết nha anh em nha. Đó thì một bộ cam như vậy giá là 350.000 và mình tin chắc là cái bộ tam cam này nó sẽ làm hài lòng những anh em khó tính nha. Cái đầu nó 7 màu ha, chân rất là đẹp luôn em, chân nhỏ nha anh em nha, khá là bé. Đấy, thì những anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ với mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều và hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Đây, nó 7 màu rất là đẹp luôn em. Cái này thì mình không có xé ra nha, tại vì cái này một bộ mình xé ra nó mất đẹp nha. Rất là đẹp luôn. Đấy, anh em thấy không? Này, đó, nó có 7 màu rất là ok này. Đây anh em ơi, thì mình cũng gỡ ra một cây để cho anh em xem mẫu nha. Rất là đẹp luôn. Căm này nó khá là nặng nha anh em nha, khá là đặc, khá là nặng nha. Đó, đây, cái đầu nó thì rất là vàng anh em, ánh vàng rất là đẹp luôn nha. Đó, ánh bảy màu vàng rất là đẹp luôn nha. Đó, nha anh em. Đấy, thì một bộ của nó nha anh em nha, gồm bánh trước 36 cây, bánh sau 36 cây ha. Thì một bộ của nó là giá của nó 350.000 một bộ nha anh em. Thì anh em mà có nhu cầu, anh em có thể liên hệ với mình ngay nha. Cảm ơn em rất là nhiều, hẹn anh em những clip tiếp theo nha.